diễn đàn kinh tế thế giới ở Davos với thách thức 5.000 tỷ Mỹ Kim. Đó là một vấn đề mà các nhà lãnh đạo kinh doanh và chính trị đang họp tại Davos biết quá rõ. Làm thế nào để có thể được doanh thu trong một thế giới với sự tăng trưởng kinh tế chậm chạp? Một số các công ty lớn nhất trên thế giới đang phải đối mặt với những gì được gọi là một thách thức 5.000 tỷ Mỹ Kim. Công ty tư vấn Accenture ước tính đây là số tiền thu nhập thêm mà 1.200 công ty hàng đầu trên thế giới cần phải kiếm được mỗi năm để đáp ứng mong đợi của các nhà phân tích thị trường. 5 năm từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng tài chính, các nhà đầu tư không còn hài lòng chỉ với các cắt giảm chi phí hoạt động mà họ còn muốn nhìn thấy các công ty có được tăng trưởng doanh số bán hàng. Nhưng các doanh nghiệp vẫn đang hành xử thận trọng, bởi vì khi họ nhìn về phía trước, họ thấy còn khá nhiều điều không chắc chắn trong môi trường pháp lý tại các quốc gia khác nhau trên thế giới. Do đó, các công ty đang đầu tư nhưng họ vẫn không tuyển dụng thêm ở tốc độ mà các chính phủ muốn nhìn thấy. Một gợi ý tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới để thúc đẩy tăng trưởng đó là tìm đến các thị trường mới nổi. Giám đốc điều hành công ty sản xuất xe lửa và máy bay Bombardier, ông Pierre Baudouin nói rằng đó là một phần của chiến lược tại công ty. Ông Baudouin cho biết công ty Bombardier đã có kết quả kinh doanh rất tốt trong các quốc gia mới nổi, nhưng trên quan điểm di chuyển ra khỏi cuộc khủng hoảng thì Hoa Kỳ là nơi đang có nhiều triển vọng lớn. Một số đại biểu nói rằng đang có một sự lạc quan thận trọng ở Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF. Khu vực đồng Euro đã lùi lại cách xa bờ vực hơn một chút nữa. Ý là nước tin tưởng tình trạng tồi tệ nhất đã qua. Tuy nhiên, Thủ tướng Ý ông Mario Monti đã nói rằng nước Ý đã lãng phí thặng dư đáng kể và sống trên ảo tưởng rằng chính phủ có thể hứa hẹn thay đổi mà không cần thực hiện. Ý đã thất bại trong việc đối phó với những thách thức toàn cầu hóa, với thay đổi nhân khẩu học và công nghệ đổi mới. Nhiều quốc gia và các doanh nghiệp khác đang phải thực hiện các cải cách, nhưng họ biết rằng họ cũng sẽ phải có đầu óc sáng tạo để phát triển trong các điều kiện hiện tại.